Xin chào tất cả các bạn. Trong bài lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về singleton và prototype. Chúng ta đã cùng đi đo performance và thấy rằng với Spring ấy, thì việc sử dụng singleton vẫn là một cái lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn vẫn chưa xem cái video hay bài lần trước thì bạn có thể tìm nó tại đây nhé. Vậy có những cách nào để khởi tạo một singleton thì Dũng sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu trong bài này nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần tạo module. Thì cũng giống như các cái bài lần trước, lần này chúng ta sẽ cần khởi tạo một module tên là Singleton. Thì ở đây mình đã khởi tạo một module tên là Singleton rồi. Thì sẽ có hai cách trong bài này mà mình sẽ đề cập đến để khởi tạo các cái Singleton. Thì chúng ta có thể khởi tạo ngay từ lớp hay là khởi tạo qua cái Configuration class. Thì đầu tiên là khởi tạo từ lớp, thì thực ra trong bài lần trước thì chúng ta đã dùng phương pháp này rồi. Nó chỉ đơn giản là bổ sung cái component annotation ở phía trên khai báo lớp mà thôi. Ví dụ ở đây, bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đang sử dụng cái component ở trên cái lớp user service. Thì mặc định tên của Singleton sẽ có dạng chữ cái đầu tiên viết thường. Ví dụ tên là lớp là user service thì tên Singleton sẽ là user service với chữ U viết thường. Tuy nhiên là bạn cũng có thể chỉ định tên cho Singleton, ví dụ như là đây, mình chỉ định tên là chữ U viết thường đây, user service. Tuy nhiên trong thực tế thì hiếm khi nào bạn cần chỉ định tên vì đã có tên mặc định và các lớp thường có một cái tên duy nhất. Đó, mình lập trình thì thường hay đặt các cái lớp có tên duy nhất để tìm kiếm dễ và tránh nhầm lẫn. Thì để chuẩn bị cho các ví dụ bên dưới, mình sẽ tạo thêm một interface và hai lớp phục vụ cho nghiệp vụ thanh toán như sau. Đầu tiên là cái interface về payment service này, thì có cái hàm xử lý là process user payment này để xử lý việc thanh toán. Mình sẽ có hai cái lớp cài đặt. Lớp đầu tiên là text master payment service này, lớp tiếp theo là yum monkey payment service này. Nhìn nó không làm gì nhiều, nó chỉ đơn giản là in ra thôi. Với những cái đa cài đặt phức tạp thì mình sẽ hẹn bạn ở các cái video tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta có thể khởi tạo bin thông qua cái lớp configuration. Thì trong dự án thực tế chúng ta thường phải sử dụng các thư viện khác nhau. Lúc này chúng ta sẽ không thể bổ sung được các cái annotation component vào các lớp thư viện được. Vậy nên Spring cũng cung cấp cho chúng ta cái cơ chế để chúng ta khởi tạo thông qua lớp configuration thế này. Đó, chúng ta khai báo một cái lớp configuration, sau đó khai báo cái annotation là configuration này, sau đó chúng ta khai báo bin này. Đó, ở đây là singleton, thì ở đây mình đang tạo ra một cái singleton tên là application executor service, thì cái kiểu là executor service. Đó. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng singleton. Ta có thể sử dụng singleton thông qua việc inject dependency, tức là tiêm phụ thuộc đấy, hoặc là lấy trực tiếp từ application context. Thì để inject dependency thì chúng ta có hai cách, một là thông qua hàm tạo, thì cách này được khuyến khích. Cách thứ hai là thông qua auto-while annotation. Thì thông qua hàm tạo thì giả sử chúng ta cần tạo một cái lớp có tên là payment controller để xử lý nghiệp vụ thanh toán chẳng hạn, thì nó sẽ sử dụng cái lớp user service để lấy thông tin người dùng để kiểm tra cái sự tồn tại của người dùng này. Tiếp theo là lớp payment service để xử lý nghiệp vụ thanh toán này. Lớp executor service để gọi đa luồng nghiệp vụ xử lý thanh toán này. Thì mã nguồn của lớp payment controller sẽ như sau. Đây, bạn sẽ thấy ở đây mình khai báo là cái controller. Thực ra đây là cũng là tương tự như cái component thôi, nhưng mình muốn là sử dụng controller cho nó rõ tên ấy, rõ rõ cái ý nghĩa của cái lớp này ấy. Đó, thì ở đây mình khai báo mấy biến đây. Đó, ở đây cũng có mấy cái ấy. User service này, payment service này, các cái application executor service này. Đó, thì ở đây mình cũng kiểm tra xem là user có tồn tại hay không này, sau đó sử dụng cái application executor service để gọi đa luồng, gọi thanh toán này. Đó, bây giờ mình sẽ copy vào trong cái dự án. Đây, mình sẽ copy vào trong dự án, mình sẽ thay vào đây. Khi chúng ta chạy thì chương trình sẽ chạy bình thường, không có vấn đề xảy ra. Ở đây có một cái điều đặc biệt đấy là chúng ta cần phải dùng cái annotation qualifier này. Đó, bạn thấy không? Thế điều gì xảy ra khi chúng ta sẽ xóa cái này đi? Đó,
Khi chúng ta xóa cái này đi, chúng ta sẽ sửa chạy lại. Thì lúc này cái chương trình của chúng ta ấy, sẽ gặp lỗi. Đó, ở đây chúng ta sẽ thấy cái lỗi này. Đó là nó tìm thấy hai cái singleton là Techmaster Payment Service và Yamanke Payment Service cho cùng một cái cài đặt là Payment Service. Đó. Bởi vì là Spring sẽ đi tìm kiếm các cái singleton ấy theo, đầu tiên là theo tên và theo kiểu, thì nó sẽ tìm là có cái lớp, có cái bin nào tên là Payment Service không và có kiểu Payment Service không. Nếu mà không có nó tìm theo kiểu, thì tìm theo kiểu thì nó thấy có hai cái singleton, dẫn đến việc nó không biết chọn cái nào cả và chúng ta sẽ gặp lỗi. Thì đến đây bạn nghĩ rằng vậy tôi sẽ chỉ cần chỉ định cái tên Techmaster Payment Service là được vì không cần dùng qualifier nữa. Thì theo bạn nghĩ rằng có lỗi hay không? Thì câu trả lời là sẽ vẫn lỗi. Đó, mình sẽ chạy lại. Thì câu trả lời nó sẽ vẫn là lỗi. Tại vì sao? Tại vì khi mà Java biên dịch ấy, thì tất cả những cái parameter này sẽ được biến thành ARG0, ARG1, ARG2 để kiểm chứng ấy. Thì mình đã tạo sẵn một chương trình reflection rồi. Thì khi chạy reflection ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là các cái tham số của hàm tạo này nó ARG1, ARG0, ARG1, ARG2. Đó. Vậy thì rốt cuộc nó không thể nào lấy được cái tên của cái parameter này, dẫn đến việc nó vẫn cứ tìm theo kiểu, và tìm theo kiểu thì vẫn sẽ lỗi. Vậy cuối cùng là chúng ta vẫn phải sử dụng cái qualifier này. Đó. Tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng cái kiểu inject nữa, đấy là auto while. Đây thì mình sẽ bổ sung vào đó các field này auto while và bỏ hàm tạo đi. Đó, bây giờ mình sẽ copy cái đoạn mã này. Controller. Và mà khi mà chạy ấy, thì kết quả chúng ta nhận được là chương trình vẫn sẽ chạy bình thường thôi. Đó. Ở đây thì chúng ta có sử dụng thêm cái setter này. Setter này là một cái annotation của Lumbook, thì một cái thư viện hỗ trợ việc, có mấy cái annotation để mà hỗ trợ việc tạo ra hàm setter, hàm tạo hay hàm equal hardcode. Đó. Thì để sử dụng nó thì mình sẽ cần khai báo nó ở trong cái dependency của Firebomb này. Đó. Thì đến đây chúng ta có thể thắc mắc rằng chúng ta có thể không sử dụng hàm setter được không? Câu trả lời là được. Kể cả chúng ta không có setter, không có hàm set ấy, thì Spring vẫn sử dụng cái cơ chế là reflection ấy, để mà set các cái thụ thuộc vào. Vậy vì chương trình của chúng ta vẫn sẽ hoạt động bình thường. Vậy bạn sẽ đặt câu hỏi là tại vì sao mà mình cần phải có setter? Thực ra ấy, thì không có setter cũng được, nhưng mà có thì một là ngày xưa những cái trước Java phiên bản 17 thì có cái đối tượng là Java Security, cái lớp tên là Security Manager này. Cái Security Manager này cho phép mà chặn các cái việc sử dụng gói reflection để can thiệp vào cái việc gọi hàm này. Bởi vì là giả sử mình khai báo, đã khai báo private đây rồi đúng không? Thì mà vẫn dùng cái reflection vào để khai báo được thì thôi, thì private này cũng chẳng có nhiều tác dụng. Vậy cho nên là cũng có cái Security Manager đấy để mà hỗ trợ cái việc chặn. Nhưng tuy nhiên ấy, mình thì chưa bao giờ dùng đến cái Security Manager đấy, mà mình nghĩ cũng chẳng có ai dùng cái đấy đâu, rất ít, rất hiếm người, bởi vì nó thực sự cũng không tiện. Nhiều khi dùng reflection đó thì nó cũng tiện, cho nên cũng không nhiều người dùng. Thế cũng có những cuộc thảo luận đã diễn ra, và ở Java 17 thì đã quyết định, cộng đồng quyết định là thôi bỏ cái Security Manager đi. Thì thế thì mình cũng có thể không dùng setter được, nhưng tuy nhiên nên có setter, bởi vì là khi mà viết unit test ấy, unit test thì sẽ mình sẽ cần phải inject các cái phụ thuộc user service hay là payment service này vào, thì có hàm setter thì nó cũng đỡ trong việc là cứ phải gọi reflection, nó cũng khá là tốn mạng nguồn hoặc phức tạp đó. Nhưng mà cái việc mà sử dụng hàm setter ấy thì nó sinh ra mấy hàm set user service, set payment service, set application. Mà thực ra mình sử dụng mỗi cái hàm là handle user payment này. Thế cho nên nó sinh ra dư thừa. Vậy cho nên cái phương pháp mà chúng ta sử dụng cái hàm tạo vẫn sẽ được khuyến khích.
Ok. Về cái việc mà sử dụng thông qua cái application context thì chúng ta đã làm nhiều rồi. Chỉ khác ở một chút là bây giờ khi mà có nhiều cái lớp cài đặt thì chúng ta chỉ định rõ cái bin của lớp cài đặt thôi. Thì đó là một lưu ý. Vậy tổng kết lại, chúng ta đã tìm hiểu về cách khai báo và sử dụng singleton, tìm hiểu sâu về nguyên nhân có thể gây lỗi nếu không chỉ định rõ tên của singleton. Đó, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video này. Để nhận được thêm các kiến thức bổ ích, bạn có thể đọc các bài viết của Techmaster trên Facebook, xem các video của Techmaster qua YouTube. À, nếu bạn thấy các video hay bài viết hay thì các bạn có thể theo dõi kênh của Techmaster để nhận được thông báo về các video mới nhất nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể chat với Techmaster qua Discord thì động cả có những cái câu hỏi rất thiết thực gửi về cho Techmaster rồi, và mình cũng rất vui khi được trả lời các bạn. Rồi đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Chào.